Xin chào tất cả mọi người, hiện tại thì gió biển đang có mặt tại trung tâm nhà văn hóa của huyện Hải Hậu. Và nơi đây thì đã được kiến thiết xây dựng một cách cải tiến và có những cái khuôn viên, những cái hình ảnh đẹp hơn nữa. Hôm nay thì gió biển sẽ quay sơ qua về khu vực trung tâm của nhà văn hóa. Bây giờ thì gió biển đang đứng ở khu bảo tàng của huyện Hải Hậu. Mọi người có thể thấy là một cái khu bảo tàng rất là rộng lớn được thiết kế, và ở đây thì có 3 khu bậc thang lên xuống. Ở giữa thì được trồng những cái khóm cây rất là đẹp. Và những cái bậc thang ở chỗ này thì được thiết kế ốp những cái vân đá rất tuyệt vời. Đó. Mọi người có thể thấy là người ta ốp những cái khối đá chỗ này. Khi mà tới đây thì gió biển thấy rằng là một cái phiến đá được khắc ghi dòng chữ là Bảo tàng huyện Hải Hậu chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày thành lập huyện. Đó, mọi người thấy không? Bảo tàng rất là lớn và đẹp nha mọi người. Về phía đằng kia thì mọi người có thể thấy được là khu nhà thi đấu của huyện Hải Hậu, nhà tập luyện và thi đấu thể thao. Thì vào những dịp mùng 2 tháng 9, người ta sẽ tổ chức những cái buổi thi đấu cầu lông và một số bộ môn khác tại nhà thi đấu của huyện Hải Hậu này. Đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi ra chỗ khu vực trung tâm nhà văn hóa kia xem có điều gì đặc biệt nha mọi người. Đây, mọi người có thể thấy là khu trung tâm nhà văn hóa thì được thiết kế theo một cái kiến trúc hiện đại và thoáng đãng. Phía hồ kia đã được cải tiến và đẹp hơn rất là nhiều. Ở chỗ khu vực này thì có một số cái sân, vào buổi tối thì có rất là nhiều những cái hàng quán bán tại đây, và một số bạn trẻ thì tới đây vui chơi giải trí ở chỗ khu vực trung tâm nhà văn hóa huyện này. Mọi người có thể thấy là trung tâm nhà văn hóa huyện hiện lên một cách với một cái kiến trúc hiện đại và với cái màu sơn màu vàng nhạt, nhìn rất là đẹp nha mọi người. Trung tâm nhà văn hóa huyện Hải Hậu. Phía đây thì mọi người có thể thấy là khu đền liệt sĩ. Đó. Được xây dựng rất là rộng lớn. Thiết kế bằng những cái hình vòm mái cong. Đó. Mái ngói cong, và chỗ đây là tháp bảy màu. Tháp bảy màu đây mọi người. Đó, khu tháp bảy màu này thì vào buổi tối người ta sẽ bật những cái đèn lên là rất là đẹp, và đây là tượng trưng của nhà văn hóa và trung tâm của huyện Hải Hậu. Hình ảnh của trung tâm huyện Hải Hậu đó là tháp bảy màu đây mọi người. Bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng gió biển đi sang phía bên hồ bên kia để xem là trung tâm nhà văn hóa huyện bây giờ thay đổi như thế nào rồi. Đây là cây gạo đã nở hoa rồi mọi người. Gạo đã nở hoa rồi. Khu vực bờ hồ thì người ta đã sửa chữa và ốp những cái phần đá ở hồ rồi, và xây dựng lát hết vỉa hè. Phía giữa đó chính là hai cái hàng dừa rất đẹp và đối xứng. Mọi người có thể thấy là phía đằng kia thì một số cái cây dừa nó không được đẹp như ở giữa này. Biển sẽ quay những cái hình ảnh đi thẳng vào trong này. Đây, biển đang đi thẳng gần vào đây này. Bây giờ tới đoạn này thì rất đẹp nha mọi người. Được thiết kế và những cái logo lá cờ trung tâm của huyện Hải Hậu rất đẹp này. Đó, phần này thì người ta đã lát những cái
vỉa hè đẹp hơn. À, bây giờ thì cái vỉa hè này đi nó thoáng đạt hơn rất là nhiều rồi. À, hồ đây mọi người. Khu hồ này thì nước khá là trong xanh. Nhìn chung khu trung tâm của huyện Hải Hậu đã rất là đẹp. Khu trung tâm rất đẹp nha mọi người. Bây giờ thì gió biển đang đi ở khu hồ này. Bây giờ gió biển sẽ đi thẳng vào trong kia để chia sẻ đến mọi người. Đấy, cái khu hồ này là được thiết kế nước khá là trong xanh. À, những cây dừa ở chính diện chỗ này thì rất là tốt. Đó, gió biển đang đi ở một cái khu bờ hồ mà rộng thênh thang. À, thoáng đạt và quá là thoải mái rồi mọi người. Cảm tưởng như đi trên hồ Tây vậy mọi người ơi. Trung tâm nhà văn hóa huyện. Bây giờ thì mình đang đi là khu giữa này. Và buổi tối thì ở đây rất đẹp nha mọi người. Phía đằng kia thì người ta đang thiết kế một cái gần như kiểu là một cái tượng đài ở cuối kia, thay cho một cái thư viện cũ, và sẽ có cái đài phun nước tại đó. Hiện tại công trình đang tiếp tục xây dựng và gió biển thấy là nhen nhóm lên một điều gì đó mới mẻ tại đây rồi. Đây là đường vào trung tâm của huyện Hải Hậu. Đấy, gió biển đang đứng ở chỗ khu hồ này đây. Và mọi người có thể thấy là cái sự thay đổi rất lớn trong khoảng thời gian 2023 đến 2024. Đó là cái diện mạo của khu hồ và trung tâm của thị trấn Yên Định thay đổi khá là rõ nét. Và một công trình rất lớn đằng kia thì sẽ được xây dựng trong một thời gian sớm nhất và đang tiến hành xây dựng rồi. Có điều là chỗ kia người ta vây tường rào thì gió biển không vào được. Hôm nay thì gió biển chia sẻ sơ qua về trung tâm nhà văn hóa huyện Hải Hậu hiện nay như thế nào. Gió biển đang đi bên cạnh một cái khu hồ. Nếu như ai mà chưa vào tới trung tâm huyện Hải Hậu, hãy ghé thăm một lần. Ở đây có những cái điều đặc biệt và rất là thú vị đó mọi người. Gió biển đang đi ở chỗ khu vực hồ huyện này. Và đây là cái dốc, cái con đường lên chỗ cầu Yên Định đó. Những cái dấu ấn lịch sử và từ xưa giờ rồi, cây cầu này rất là đặc biệt. Video clip này thì gió biển xin dừng tại đây. Gió biển chia sẻ những hình ảnh về quê hương, trung tâm thị trấn Yên Định của huyện Hải Hậu. Xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong các video clip lần sau.